Việt Nam lọt top 10 nước đáng sống và làm việc nhất thế giới, lý giải thế nào? Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi lý tưởng nhất trên thế giới để sinh sống và làm việc, hãy chuyển đến Thụy Sĩ. Tại đây, giới chuyên gia nước ngoài đang rất thành công nhờ vào sự kết hợp ấn tượng giữa mức lương cạnh tranh, môi trường trong lành và chất lượng cuộc sống tuyệt vời. Theo bảng xếp hạng tổng thể khảo sát chuyên gia nước ngoài về nơi sống và làm việc tốt nhất năm 2019 của HSBC Expat, lần đầu tiên Thụy Sĩ đã vượt lên nắm giữ vị trí số 1 từ vị trí thứ 8 vào năm ngoái. Trong khi đó, Việt Nam cũng đang thể hiện những thế mạnh của mình khi chuyển từ vị trí thứ 19 trong bảng xếp hạng năm ngoái lên vị trí thứ 10 trong năm nay. Các chuyên gia nước ngoài đánh giá cao sự nhiệt tình đón tiếp của người dân Việt Nam với 58% người được khảo sát cho rằng họ cảm thấy thân thuộc như ở quê nhà chỉ sau vài tháng chuyển đến. Điều này đa phần là do các chuyên gia nước ngoài được các cộng đồng người Việt chào đón và khích lệ tham gia vào các sự kiện văn hóa ấn tượng tại địa phương và từ đó tình bằng hữu được hình thành chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Đứng sau Ấn Độ, Trung Quốc và Indonesia, Việt Nam cũng là quốc gia thứ tư được các chuyên gia nước ngoài dày dạn kinh nghiệm lựa chọn làm nơi sinh sống và làm việc. Với 73% những người được khảo sát cho biết họ đã sinh sống ở nước ngoài ít nhất một lần, cao hơn mức trung bình toàn cầu là 5-6%. Khi mới chuyển đến, 40% chuyên gia nước ngoài tại Việt Nam dự định ở lại dài hơn 5 năm nhưng con số này đã tăng lên 60% sau khi họ cảm nhận được những điều mà cuộc sống tại Việt Nam đem lại. Tổng cộng có 57% chuyên gia nước ngoài ở Việt Nam đồng ý chất lượng cuộc sống của họ tại Việt Nam tốt hơn so với nước họ, so với suy nghĩ tương tự về nước sở tại của 65% người nước ngoài trên khắp thế giới. Trên hết, nhiều chuyên gia nước ngoài cũng nhận thấy môi trường làm việc tại Việt Nam rất thuận lợi. Việt Nam đứng thứ 3 sau Thụy Sĩ và Ba Lan trong chỉ số phụ kỳ vọng cá nhân, chỉ số tổng kết quan điểm của chuyên gia nước ngoài về nền kinh tế thị trường, cơ hội phát triển nghề nghiệp và mức độ ảnh hưởng đối với những người mới chuyển tới sinh sống và làm việc. Mức lương trung bình hàng năm cho một chuyên gia nước ngoài chuyển đến Việt Nam là 78.750 USD, cao hơn so với mức trung bình toàn cầu là 75.966 USD. Trong số những người trả lời khảo sát, 67% đã đồng ý rằng thu nhập khả dụng của họ nhiều hơn khi chuyển đến Việt Nam so với thời gian ở quê nhà do chi phí sinh hoạt tại đây thấp hơn, ví dụ chỗ ở, học phí, vận chuyển, hóa đơn y tế, thu nhập tăng thêm và doanh nghiệp của họ chi trả một phần chi phí sinh hoạt. Tổng cộng có 71% chuyên gia nước ngoài cho rằng họ cảm thấy tự tin về nền kinh tế Việt Nam, đồng thời 76% cho rằng cảm thấy yên tâm về tình hình chính trị ổn định. Các chuyên gia cũng được hưởng các lợi ích vật chất khác khi làm việc tại nước ngoài với 71% chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam nói rằng họ có thể đi du lịch nhiều hơn, nhiều người còn có thể học các kỹ năng mới, 40%, chẳng hạn một môn ngoại ngữ, kỹ năng lặn biển hay nấu ăn. Trong khi một số người, 37%, dành thời gian tham gia các hoạt động cộng đồng địa phương nhiều hơn. Mai Chí, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.